Nhân 30 năm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng, mới đây tại Hà Nội, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ASEAN, VASEAN đã tổ chức Diễn đàn Mekong lần thứ 10 với chủ đề Đẩy mạnh hợp tác phát triển, phục hồi kinh tế hậu Covid-19 khu vực Mekong. Trong khuôn khổ hoạt động của diễn đàn còn diễn ra buổi kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp và triển lãm giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, đại diện Hội VASEAN cho biết, diễn đàn Mekong được tổ chức lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tuyên truyền về tầm quan trọng của chương trình hợp tác phát triển kinh tế của các nước tiểu vùng Mekong mở rộng GMS, giới thiệu môi trường đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, thương mại của các nước ở GMS. Trên cơ sở mục tiêu của hợp tác GMS là xây dựng một tiểu vùng sông Mekong phát triển thịnh vượng, hội nhập và bình đẳng, diễn đàn sẽ tăng cường quan hệ giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị về chính sách lên chính phủ, đại sứ quán các nước thuộc khu vực Mekong, hướng tới xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tuyên truyền quảng bá vai trò tầm quan trọng của tiểu vùng sông Mekong đối với phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Việt Nam và các nước trong tiểu vùng. Tại diễn đàn, các chuyên gia đã đưa khuyến nghị chính sách và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài.